Khoa phim Việt Nam phát hành bộ phim Chuyện Về Chàng Vượng, người dịch Lâm Bích Ân, Trần Thị Xuân Thu, diễn viên lồng tiếng Bá Nghị, Nguyễn Vinh, Quy Hồ, Thành Nhân, Ý Nhi, Thu Hương, Tuyết Nương. Sunshine left me with you. In rainy days I shall be with you. Love is no fool, dreams come true. Mong mong ngỡ vui yêu cao vút, duyên ngồi trong nắng bình tĩnh cao hỏi phút. Love is no fool, dreams come true. I'll always be with you. Sao đi nãy giờ cũng không thấy taxi gì hết. Không lẽ người giàu có ai cũng tự lái xe sao? Ăn cướp! Cứu tôi về! Cứu tôi về! Đừng, chết cô đó. Làm ơn trả lại tôi đi, đừng có dùng đồ của tôi, làm ơn đi. Nè, anh làm gì vậy? Đứng đây! Nè cô, là cô à? Nè, uống lon nước cho bớt sợ đi. Cảm ơn. Không có gì. Cũng may hồi nãy gặp được anh. Nếu tên cướp đó không chỉ cướp của thì mệt lắm. Cô có thể yên tâm. Nếu tôi là cướp, nhìn tới cô cũng sẽ chọn cướp của. Bộ tôi sợ cũng chưa đủ sao mà anh còn chọc ghẹo tôi nữa chứ. Thôi không chọc cô nữa. Tên cô sao rồi? Không có gì, bị trầy một chút thôi à. Tối rồi cô đi đường một mình, cô có biết nguy hiểm lắm không? Bây giờ biết rồi. Tại sếp tôi tưởng tôi ở khu này mới chở tôi tới đây nè. Cô có thể nói với sếp cô ở khu phố nghèo mà. Tôi cũng muốn nói lắm, nhưng mà thấy ngại quá. Cô thấy ngại? Tại cô tham vọng quá cho nên lỡ rồi cho lỡ luôn, làm bộ ở khu này. Anh nói đàng hoàng một chút đi. Và anh không có tham vọng sao? Nếu không có thì anh đâu dẫn tôi đến nhà khách của anh chứ. Ai nói nhà của khách? Nếu anh không có sửa nhà giùm khách thì làm sao anh có chìa khóa chứ? Không lẽ nhà này của anh? Tại sao căn nhà này không phải của tôi? Cô tưởng tôi tới sửa nhà hả? Nhà này của anh sao? Có gì lạ đâu. Tôi mới mua nhà này không bao lâu, vừa mới sửa xong thôi. Nhà này của anh mua hả? Ý chà, vẻ mặt của cô sức coi thường người ta đó. Dù gì tôi cũng học ngành kiến trúc. Anh là kiến trúc sư? Ừ. Vậy tôi đã nhìn sai về anh rồi. Tại sao có nhà đẹp anh không ở mà lại về khu phố nghèo? Ba tôi già rồi, kêu về hưu thì nói là buồn, nên tôi mới thường xuyên ra tiệm phụ. Cô biết mấy người già ở cô nghèo quen rồi, lại thân với hàng xóm, kêu dọn tới đây ở với tôi lại không chịu. Tôi đành phải thường xuyên về nhà với ba tôi. Không ngờ anh có hiếu thảo quá ha. Hiếu thảo phải để ở trong lòng, chỉ cần ba tôi biết là được rồi. Anh cũng tài thiệt, dân ở khu nghèo mà lại trở thành dân chuyên nghiệp, mua nhà đẹp để bước vào giai cấp trung lưu. Đây là mục tiêu của tôi phấn đấu đó. Rảnh rỗi chỉ tôi vài chiêu nha. Việc chỉ vậy sau này hãy tính. Bây giờ có cái này trả lại cho cô. Nè, nói trước nha, lần trước cô không lấy giỏ sen xịt tôi thì tôi sẽ không lấy quần cô lau mình. Sao cũng được, tôi mua lại cái mới cho cô, coi như quề đó. Cảm ơn. Không có gì. Ê, cha, anh cũng thiệt tình quá, mua lại cái giống y hệt luôn. Nè, cô giúp tôi một việc. Chuyện tôi lấy quần cô lau tóc lau mặt, cô đừng nói với ai biết hay chưa? Vợ bé nhỏ. Anh Vượng, anh đợi em tới giờ này hả? À, má anh có mua rồi. Anh lựa trái vừa thơm vừa lớn cho em ăn nè. Ê, nè. Ê, sao tay của em bị thương vậy? Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Ê, Anh Thông lú lẫn dữ vậy sao, đã chở em lên đỉnh núi, em còn gặp ăn cướp. Tại sao em không nói với ảnh để ảnh chở em về đây hả? Em không muốn làm phiền người ta mà. Ở đây thật sự rất tốt. Anh ở đây lâu rồi, anh chưa từng thấy ăn cướp là như thế nào. Tên cướp đó biết lựa chọn thôi. Có cướp giật cũng chọn mấy khu nhà giàu. Nếu có thể ở đó bị người ta giật giỏ sách cũng không có sao nữa. Giờ bé nhỏ em thích ở chỗ đó lắm hả? Thích chứ. Ngày trước em vất vả qua Mỹ học cũng vì muốn sau này trở về sống ở nơi tốt một chút, cuộc sống của ba má có thể thoải mái hơn. Nhưng bây giờ em phải để dành tiền để trả cho má của anh, làm sao dám nghĩ đến chuyện mua nhà lớn chứ. Giờ bé nhỏ muốn mua nhà lớn hả? Anh sẽ mua cho em cái nhà lớn. Anh mua cho em. Ê, con chào má, con chào chú Thụy, con chào anh Tân với chị Thảo luôn. Ôi Dượng, hôm nay chủ nhật không đi làm sao con không ra ngoài chơi? Con không đi chơi đâu, hôm nay con phải kiếm tiền. Chú Thụy chú mướn con làm việc đi, mấy việc khiêng vác con đều làm được hết. Lau nhà cũng được nữa. Anh Tân à, đưa em lau cho. Ê, chị Hảo à, lau bàn hả, để em lau cho. Hả? Vừa lau bàn vừa lau nhà cũng được mà. Nè anh ơi ghi giùm. Dạ. Anh ăn gì? Ghi món cũng được. Má ơi, lấy một chén đậu đỏ trộn đậu xanh, còn một chén là chè đậu xanh thêm 2 viên cho nước nữa. Vượng à, con khôn lành lắm, nhưng mà chú không cần bồi bàn, chú cần thợ massage thôi. Nè massage da giùm chú 20 đồng 1 tiếng à. Dạ cũng được. Anh khéo hưởng thụ quá. Trời ơi Vượng à, con đừng có nghe ông nói bậy bạ, ông lợi dụng con đó. Anh muốn chết hả? Có 20 đồng dám sai con tôi. Nói chơi thôi mà. Con đâu có chơi, con làm thật đó mà. Bộ có cần tiền lắm sao Vượng? Phải đó anh Vượng à, thường ngày anh cũng ít xài tiền, bộ lương làm ở công ty không đủ anh xài sao? Đủ chứ, nhưng mà em phải để dành thêm tiền để mua căn nhà lớn cho vợ bé nhỏ của em. Mua nhà lớn? Dạ, vợ bé nhỏ, em xuống đây để mua chè hả? Phải đó, em xuống mua chè đậu xanh. Anh Vượng ạ, hôm qua em nói với anh muốn ở nhà lớn, anh chỉ nói chơi thôi, anh đừng có nói lung tung nha. Anh nói thật đó, anh phải để dành tiền mua căn nhà lớn cho vợ bé nhỏ ở. Hình chụp đẹp quá ha. Không giống mày, không giống chị đó. Này cô Phụng, sau này làm cô có mặt vậy được không? Vậy mấy anh lời quá rồi. Tôi nói không sai đâu, con người phải nhờ ăn diện. Khi mặc đồ hiệu này vào sẽ đẹp hơn rất nhiều. Miễn phí thì thấy đẹp, chứ tự mua thì thôi khỏi đi. Cái đồng nghiệp hơi bất ngờ phải không? Không. Bên Cindy và Heidi đã coi hình rất hài lòng, cho nên tôi quyết định mời mọi người ăn cơm. Tôi đề nghị ăn món Nhật. Anh Thông mời đi, dĩ nhiên là ăn món Pháp rồi. Tôi muốn ăn lẩu thập cẩm. Nhưng mà vậy không vui lắm nghe. Hay là lần này đến nhà của anh Thông đi. Đến nhà của tôi, chẳng thà đến nhà của cô Phụng ở núi Tất Giả đi. Chị Phụng, chị ở núi Tất Giả thật sao? Chúng ta quyết định như vậy đi, chúng ta đến nhà chị Phụng tổ chức ăn uống. Đến chừng đó mỗi người phụ trách một món được không? Quá đơn thanh toán sẽ đưa cho anh Thông. Phải rồi, sao cũng được. Đúng rồi. Vậy chúng ta khỏi phải tốn tiền. Vậy nói cho em biết được không? Anh Dượng à, tuần này mọi người sẽ tới nhà của cô Phụng tổ chức party, có được không? Hay quá, nhưng mà party là cái gì? Tổ chức ăn uống đó, đến ngày đó mỗi người chuẩn bị món, hóa đơn thanh toán đều đưa cho anh Thông hết thì có thể tham gia. Hay quá, em bò qua nhà cô Phụng gần xỉ ta. Cho mượn căn nhà anh một chút được không? Lần trước cô chịu nói thật với sếp của mình thì bây giờ đâu phải mệt như vậy. Cái tội ham giàu đó. Phải, tôi có tội ham giàu, nhưng hàng xóm với nhau, lẽ nào anh muốn nhìn thấy tôi bị mất mặt chứ? Nè Thanh à. Chú Thông. Phụng đã nhờ con giúp, hàng xóm với nhau giúp được thì con giúp đi. Vậy được rồi ba. Ba ra ngoài uống cà phê đi, để con coi tiệm cho. Hả? Đi ba đi. Bà hưởng phước, bà đi uống cà phê. Dạ nghe. Đi. Hồi nãy chú Thông cũng kêu anh giúp tôi. Nếu anh không giúp tôi, tức là bất hiếu rồi. Chà, cô đặt ba tô lên thớt hả? Nè, cô vô lại quá đó nghe. Không phải đâu, anh nghĩ coi, nếu anh chịu giúp tôi, chú Thông sẽ cảm thấy rất vui. Nè, anh làm ơn làm phước đi. Thật tình tôi rất cần sự giúp đỡ của anh mà, anh làm ơn đi. Thôi được rồi, tôi sợ cô quá. Tóm lại cô đừng lợi dụng ba tôi nữa là được rồi. Cảm ơn nha. Nè, tôi giúp cô là không phải cho cô mượn, mà là cho cô thuê đó. Hả? Mượn một ngày có tính tiền thuê sao? Nè, những cái đám người tới nhà tôi mở tiệc ăn uống, thế nào cũng làm cho nhà tôi tanh bành. Cho cô thuê một ngày còn đau hơn là thuê 1 tháng. Nếu tôi không nể tình hàng xóm, nửa ngày tôi cũng không cho thuê. Vậy thuê một ngày anh tính bao nhiêu vậy? Nè con người tôi rất sòng phẳng. Bây giờ mỗi tháng tiền nhà tôi góp 20 mấy ngàn. Tôi không tính ba cái lạc vặt với cô. Tôi tính cô một ngày 800 thôi. 800 đâu? Thuê khách sạn cũng đâu cần nhiều tới vậy chứ. Đây nè, căn nhà của tôi nhìn sao cũng đẹp hơn mấy phòng VIP mà, phải không? Bây giờ tính cô giá phòng thường làm mái cho cô rồi. Thôi, thuê không tùy cô. Nè, tôi thuê. Tóm lại tôi hứa với anh, thuê nhà xong tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ để trả cho anh. Nhưng anh bớt cho tôi 200 có được không? Xong hết rồi. Chị Hảo ơi, chị Hảo à, không có nghĩa khí vậy sao? Chị Hảo à, vậy đi chị Hảo vậy à, đi. Em về được rồi hả? Cho nước này á, em làm xong rồi nè, chị nấu chín giùm em. Hả? Tôi chưa từng nấu trôi nước. Vậy làm sao? Ngày mai em phải đem cho nước đến tham gia party cùng với vợ bé nhỏ rồi đó. Hả? Bây giờ nấu? Bây giờ má không có ở đây chị nấu chín giùm em đi. Má không có cho em đụng vào bếp ga đâu. Được, để giúp anh dự party, nấu giùm anh. Chà, căn nhà này đẹp quá trời, đẹp hơn ở tường dự. Mọi người ăn trước đi, tự nhiên nha. Được. Ăn món này đi. Anh phải nói thật cho em biết, chỗ này đẹp hơn nhà của em ở tường dự động rất là nhiều á. Nghe em nói nè. Hả? Anh cứ coi chỗ này là nhà của em đi, đừng bao giờ nói với người ta nhà em ở tường Vượng Độn, có biết không hả? Nhớ nha. Ê, nhà của em ở đối diện với nhà anh mà, nhưng mà đối diện chỗ này đâu phải là nhà của anh. Tóm lại là anh không cần biết gì hết, anh chỉ nhớ đây là nhà của em là được rồi. Vậy tức là nói dối để gạt mọi người à? Không phải em bắt anh nói dối gạt mọi người, mà chỉ gạt bản thân của anh thôi. Nè, anh nói với bản thân mình đây là nhà anh em. Anh không thể gạt bản thân mình được đâu. Nè, anh không nói em giận đó, đây là nhà em. Đây là nhà của em. Không phải, anh nói đây là nhà của anh. Nhà của anh. Nè, không phải, em nói đây không là nhà của em. Nhà của nói, em nói mà. Chỗ này là nhà của anh, vậy là được rồi. Ở đây là nhà của em. Phải rồi, anh nhớ nha. Nói đây là nhà anh. Ở đây là nhà của em phải không? Phải rồi, nhớ nha. Chào Hạnh Thông. Nè, vào ăn đi. Lạ thật, sao không phải chủ nhà mở cửa? Quang nghênh, mệnh vào. Xin chào. Nhà rất đẹp còn rất mới. Ở tầng dưới lại có nhiều trò chơi giải trí. Chị ít đi lắm. Ăn đi. Phải rồi, thức ăn này là anh Dượng đem tới là gì vậy? Để em giới thiệu với mọi người à. Tăng trôi nước tình thương á. Ngon lắm đó. Nè, anh chị ăn thử chị biết ngay à. Nè, ăn chị thử miếng em. Chị coi đó, bao năm nay ảnh không có thay đổi, vẫn là trôi nước. Có tiến bộ rồi. Nếu mọi người đem tới để mua ở ngoài, chỉ có trôi nước của anh Dượng là tự tay làm, cho nên mọi người phải ủng hộ đó nha. Ủng hộ. Cảm ơn ha. Ủng hộ nghe sao hả? Có ngon không? Có tiến bộ lắm. Chà, có tiến bộ rồi. Hiếm thấy lắm á, có tiến bộ rồi. Hồi trước em làm khó ăn lắm á, bây giờ có tiến bộ là rất hiếm có. Chị từ từ mà nuốt nha, còn một nồi đợi chị ăn đó. Sao? Có cần tôi phụ không? Thôi khỏi đi, mọi người ăn đi, tôi đi vệ sinh một chút. Sao hả? Định ăn giùm người ta à? Có vấn đề gì chứ? Mỗi người một viên, đừng có giành nhau nha. Ăn nóng cho ngon đi. Ăn đi, cô An Kỳ à, tôi muốn cô góp ý, cô mau ăn đi. Được rồi, được. Vui quá đi à. Vợ bé nhỏ cùng chơi với anh đi ha. Một mình anh chơi vui vẻ nha. Em phải tiếp bạn bè, anh đừng có chạy lung tung ha. Biết rồi. Anh Thông, chắc cô sẽ không ở lại để chơi. Tôi và cô đánh tennis nha. Tôi chơi dở lắm, tôi sợ làm anh thấy chán thôi. Mọi người đã đi đánh mặt trượt, ở đây không có gì thích hợp với cô, nên tôi đành phải chịu thiệt. Cô chán không chơi với cô. Anh nói là chịu thiệt, nếu không đánh là không nể mặt rồi. Vậy đi thôi. Tôi không có gạt anh đâu nha, tôi chơi dở lắm đó. Định chơi thôi mà. Ủa Thành, Tử Thông, sao đúng lúc vậy phải đó? Anh mới mua nhà ở đây. Nè, để tôi giới thiệu nha. Cô Phụng, đây là bạn hồi trung học, cũng là bạn thân, tên Thành. Nè, cổ cũng ở đây đó. Cô biết anh có từng gặp cổ chưa? Thỉnh thoảng có gặp mặt. Lát nữa chơi tennis nha. Có gì chứ đi đi. Nè, cho tôi tham gia với. Dạ. Chào. Bạn của tôi tên Thành. À, tôi là An Kỳ. Chào cô. Chào anh. Đúng lúc quá, vậy bốn người cùng chơi chung đi, được không? Ừ, được. Đi thôi. Anh Thông, tôi đánh cặp với anh. Cô đánh cặp với anh Thành đi, anh đánh giỏi lắm. Được, chúng ta đánh cặp đi, chắc chắn sẽ thắng. Nè, cô có sao không? Không sao. Xin lỗi nha, anh không sao chứ? Anh Thông, sao rồi? Đưa ảnh tới phòng y tế đi. Uống ly nước đi. Cảm ơn. Không có gì. Cô Phụng và anh Thông đi bó thuốc. Có đói bụng không? Tôi đi mua chút gì cho cô ăn. Thôi khỏi, tôi không đói. Khuôn mặt của cô rất giống người bạn 10 năm về trước mà tôi không gặp. Vậy sao? 10 năm không gặp, tôi nghĩ ấn tượng cũng rất mờ nhạt. Biết đâu có người giống tôi. Cô làm việc ở công ty của Tử Thông hả? Phải, còn anh? Tôi là bạn học của ảnh. Vậy sao? Chắc anh và ảnh chơi rất thân hả? Thân lắm, tôi và ảnh đều rất thích thể thao. Nếu như cô thích, lần sau rủ đi chơi chung đi. Được, hẹn bữa nào đi. Ừ. Về tay một chút. Đàn ông tuổi này mà còn sợ đau sao? Đàn ông cũng là người mà. Che đậy cảm giác của mình làm gì? Đau thì phải la. Chẳng thà nói cậu ấm với anh không quen chịu đau. 2 năm đầu khi tôi học bên Mỹ, tôi ở khu người da đen. Cô ốm đau gì cũng phải tự lo tự chăm sóc cho mình, không hề than tiếng nào hết đó. Cho nên tôi cảm thấy cô khác với mấy cô gái khác, dù lúc tính tình mạnh mẽ hơn đàn ông. Vậy tức là anh nói tôi giống đàn ông phải không? Không biết là khen hay chê nữa đi. Bộ cô không thấy tôi có cảm tình tốt với cô sao? Anh đừng có đùa nha. Tôi không thích mối tình chị em đâu. Tôi không để tâm. Cho tôi một cơ hội đi. Anh nói cái gì vậy? Tôi không có đùa, tôi nói thật đó. Vợ bé nhỏ đó đó. Vợ bé nhỏ. Có làm chuyện này ra đùa giỡn nữa nha. Sao vợ bé nhỏ lại giận dữ bỏ đi vậy? Anh lại bắt nạt cổ phải không? Không phải. Có lẽ hồi nãy khi cổ tha thuốc cho tôi đau quá. Tôi đẩy tay cổ ra nên cổ giận tôi. Giờ bé nhỏ không có nhỏ mọn vậy đâu. Ngày mai hết giận liền à. Hy vọng là vậy. Chị Phụng, chị không sao chứ? Sao như người mất hồn vậy? Nè, Tử Thông đâu? Cô đó là mua thuốc cho ảnh mà. Tôi xong rồi. Nè, hiếm khi đông đủ như vậy. Mau nghĩ trước một sao đi, đâu đây? Phải rồi, đúng rồi. Đi hát đi, đi hát. Anh Thông anh cùng đá không? Hết rồi. Thông cùng đi đi. Được, rồi anh cùng đi hát đi. Đi. Cha, mọi người vui vẻ quá chừng luôn à. Anh Thông, mọi người nói đi hát karaoke, anh có đi không? Được, cùng đi đi. Hay quá, em hát hay lắm á. Em hát bài Bình Minh Đừng Đến cho mọi người nghe ha. Bình Nam. Tôi không được khỏe, tôi không có đi đâu. Hả? Mọi người đi chơi vui vẻ nha, tôi với anh Việt đi về nhà. Sao vậy? Nè. Tối qua chị không đi hát, mọi người ai cũng chơi như điên vậy đó. Vậy sao? Sao hôm qua đánh tennis xong chị như người mất hồn vậy? Có chuyện gì có thể nói với em mà. Không có gì. Chà, gì chứ qua đây là được rồi. Nè chị Phụng à, công tử nào đeo đuổi chị vậy? Nè, người ta rất rộng rãi, có cần khoa trương như vậy không? Mọi người nói cái gì vậy? Chứng cứ ra nên còn làm bộ nữa. Chà, nhiều quá vậy sao? Ai tặng vậy? Sao không có ghi tên? Thì biết kẻ không đâu thôi. Làm choáng hết chỗ à. Mọi người thích thì cứ lấy hết mấy bó hoa này đi. Nếu không có ai lấy thì kêu chị làm vệ sinh đem bỏ. Tôi lấy. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Alo, tìm qua Phóng Phương phải không? Phải, tôi là thư ký của anh Chung. Anh Chung đã đặt bó hoa cho cô Hoàng Kỳ Phụng ở Chung Thị. Tôi muốn hỏi đã giao chưa? À, giao rồi hả? Vậy được, cảm ơn, bye bye. Xin chào, xin chào. Anh Thông. Chào. Chào. Sao, vườn hoa hả? Hoa này của kẻ không đâu tặng đó. Sao nói kẻ không đâu? Có một người giàu giấu tên tặng hoa cho chị Phụng. Vừa tốn tiền vừa tốn công sức. Rốt cuộc chị Phụng không nể tình, còn nói người này là kẻ không đâu, chỉ còn đem qua cho chị làm vệ sinh. Bây giờ mọi người trong văn phòng đều biết hết. Tôi nghĩ nếu để cho người tặng qua biết chắc sẽ mất hứng lắm. Xin lỗi, để mọi người đợi. Không sao, ngồi đi. Chị Phụng, em chiếc bình qua ở đây. Lớp họp sẽ không thấy chán. Chị không phản đối chứ? Qua này đâu phải của chị đâu. Được rồi, họp đi. Về việc thiết kế sân khấu cho buổi trình diễn thời trang của Cindy và Heidi, mọi người có ý kiến gì không? Chị Phụng, hay là chị trình bày sáng kiến mà chúng ta đã bàn bạc nhỉ? Được. Hiệu Cindy và Heidi thật ra được chia làm hai hướng trẻ trung và chững chạc. Chúng tôi hy vọng có thể phối hợp với thiết kế sân khấu về hai chủ đề này. Vì về màu sắc chính. Về mặt màu sắc, năm nay họ thịnh cách phối hỗn hợp. Chúng tôi tiến về phần thiết kế sân khấu, màu sắc có thể nổi một chút được không? Chúc buổi trình diễn thời trang của chúng ta thành công. Cả ngày hôm nay tâm trí của chị rất bần thần. Muốn đi mua sắm với chị thì chị như người nằm mơ. Muốn mặc bộ đồ của người ta ra khỏi cửa tiệm luôn. Em mà không gọi chị, người ta tưởng chị ăn cắp đó. Đâu có, lúc đó chị đang suy nghĩ chút chuyện liên quan đến Tử Thông. Sao em biết gì? Hôm nay ở công ty chị cố tình không nhìn ảnh. Ảnh hỏi chuyện chị coi ảnh tàng hình. Em là người thông minh, sao lại không nhìn ra hai người có chuyện chứ? Có thật là chị cố tình lắm không? Thật ra hôm qua khi ở nhà chị ăn tiệc, em đã cảm thấy hai người có gì không ổn rồi. Trước đó hai người vẫn vui vẻ, sau đó rủ chị đi karaoke, chị không đi. Có phải anh Thông đã nói gì đó? Chị muốn tránh mặt ảnh. Ảnh nói là muốn đeo đuổi chị à? Còn bất thình lình nói ra nữa. Vậy chị không vui sao? Vui. Mấy người nhà giàu đó đa số đều có tính hay bay bướm. Chị sợ ảnh hết trò để giỡn nên đùa giỡn với chị thôi. Vậy chị có ý với ảnh không? Khi chị và em còn học bên Mỹ, em cũng biết chị không có thích mấy công tử nhà giàu này rồi mà. Vậy cũng phải. Thỉnh thoảng ảnh cũng có scandal với mấy ca sĩ và diễn viên. Phóng viên còn nói ảnh sẽ tặng xe tặng nhà để lấy lòng con gái nữa. Nhắc đến nhà là chị thấy tức à? Biết chứ không kêu anh Thành cho mượn nhà tổ chức tiệc. Cái gì? Căn nhà đó là do mượn sao? Em cũng thấy lạ lắm. Rõ ràng chị còn đang ở tường dưỡng độn, sao đột nhiên lại ở nhà mới chứ? Thì chính cái đêm chúng ta và ảnh đi ăn ở quán lề đường đó, ảnh đưa chị về nhà hỏi chị ở đâu. Chị nói với ảnh ở Đại Hòa Bình, không hiểu sao ảnh lại nghĩ chị ở núi Tất Giả nên đưa chị tới đó. Chị lại không muốn giải thích. Ai ngờ ngày hôm sau ảnh nói tổ chức tiệc ở nhà của chị. Chị không muốn làm mọi người mất hứng nên kêu anh Thành cho mượn nhà một chút thôi. Thì ra chị và anh Thành quen nhau từ lâu. Ảnh là hàng xóm của chị ở tường Dượng Đồn, nhưng không ngờ ảnh lại là bạn của Tử Thương. Cũng may ảnh không có lật tẩy gì. Thật ra bản thân chị cũng có tham vọng, nếu không sao phải nổ chứ. Phải đó, cái tội ham giàu mới khiến anh chàng giàu có đó đùa giỡn với mình. Nhưng hai người cùng làm một công ty, sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt. Ở công ty thì nói công việc, còn những chỗ ở ngoài công ty thì cố gắng tránh mặt ảnh thôi. Cũng phải thôi. Chị chưa khẳng định ảnh có thật lòng yêu chị hay không. Hai người giữ khoảng cách cũng phải. Vượng à, mau tới ăn cơm đi con. Con không có rảnh đâu. Lát nữa con ăn sao? Má hâm lại lần thứ hai rồi. Con không đói bụng sao? Con bận lắm mà. Lát nữa con mới ăn đi. Dì Liên. À, bà Phụng. Trời ơi, con đến thật là đúng lúc. Vô đi, vô đi, vô đi. Anh Vượng sao vậy? Nó trốn ở trong phòng không chịu ra ăn cơm. Không biết nó làm cái gì nữa. Mau kêu nó ra ăn cơm giùm dì đi. Dì đi tắm một chút nha. Anh Vượng, sao hư quá không ra ăn cơm vậy? Vợ bé nhỏ em ra rồi hả? Mau ra đây đi, em có đem xoài cho anh nè. Anh ra cũng được nhưng mà em phải nhắm mắt lại nghe. Chi vậy? Em nhắm mắt lại đi, không có được nhìn lên à. Nhắm mắt rồi làm gì nữa? Nè, anh chưa kêu á thì không có được mở mắt ra đó nha. Với lại anh đếm 1, 2, 3, sau đó tăng em mới mở mắt ra đó nha. Hả? Nè, 1, 2, 3, tăng. Cha đẹp quá. Anh không ăn cơm trốn ở trong phòng làm nó hả? Ừ. Anh biết vợ bé nhỏ muốn có một căn phòng, nhưng mà anh chưa có để được tiền mua cho em, nên anh lấy tiền xài giặt mua mấy cây tre, sau đó ráp một căn nhà cho vợ bé nhỏ đó. Nè em coi ha, 4 góc đều có cây sồi nè, mà em thích ăn nhất đó. Còn mấy thứ ở dưới em có biết là cái gì không ha? Đó là trôi nước do chính tay của anh làm đó. Nè, lúc mà em đi dạo ở vườn qua có thể ăn. Còn chỗ cao cao này biết là gì không? Là nhà bếp đó. Em có thể ngắm mặt trời mọc làm điểm tâm nè. Lúc buồn buồn á thì ngồi ở vườn qua chơi. Chỉ nhìn căn nhà trong mơ thôi em có thấy vui lắm rồi. Hay quá, chỉ cần vợ bé nhỏ thấy vui là anh vui lắm rồi. Vậy bây giờ anh có thể vui vẻ ăn cơm được chưa? Đói bụng quá đi. Mới nói thì anh đã thèm ăn rồi đó. Vô đi. Anh Chung, anh Thông, anh có hồ sơ này nè. Ý, hình ráp này anh ráp gần xong rồi hả? Đây là nhà lý tưởng của cô. Nên nói là hướng về cuộc sống của tôi. Tôi hy vọng có thể cùng người mình yêu thương có một ngôi nhà trắng ven biển, sống cuộc sống ung dung tự tại, rảnh rỗi ra biển lướt ván. Anh nghĩ có thơ mộng không? Tôi nghĩ ai cũng mong muốn có cuộc sống như vậy. Thật ra người phụ nữ nào cũng mong có ngôi nhà lý tưởng của mình, giống như chị Phụng vậy. Chị cũng mong được ở nhà cao cấp. Đáng tiếc bây giờ căn nhà đó không phải của chị. Cô nói căn nhà đó không phải của cô Phụng mà. Căn nhà đó là của anh Thành, bạn anh. Tại sao cô lại làm vậy? Điều đó tôi không biết. Có lẽ chị cảm thấy làm vậy có thể đề cao thân phận của mình. Anh Thành nói là mình bỏ quên đồ ở đây. Sao không thấy gì? Điện thoại quý khách gọi chưa liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Phụng. Hả? Tại sao lại đi? Anh Thành đâu? Anh không có ở đây. Tôi nhờ ảnh gọi cô tới đây. Anh muốn gì đi? Anh đừng làm bậy bạ nha. Anh Thành đã kể chuyện cô mượn nhà của ảnh cho tôi biết rồi. Anh đến đây muốn coi tôi mất mặt cỡ nào phải không? Không phải. Tất cả cũng tại tôi. Tôi hiểu lầm cô, khiến cô phải mượn nhà để tiếp đãi mọi người. Tôi cảm thấy ngại mới phải. Xin lỗi nha. Anh biết là tốt rồi. Điều anh cần nói đã nói hết rồi. Tôi đi về. Nè, khoan đã. Nè, anh muốn gì nữa? Tặng cô. Là ý gì đây? Tôi biết cô nợ má của anh Vượng. Cô đem tiền này trả cho họ đi. Số còn lại có thể mua nhà ở đây. Tôi đã bàn bạc với anh Thành rồi. Ảnh chịu sang lại cho cô. Sau này cô có thể được đường chính chính làm chủ ở đây. Thì ra tôi đánh giá tới như vậy sao? Có phải tôi nên cảm thấy hãnh diện hay không? Tôi không phải mấy cô diễn viên mà anh bao. Anh coi tôi là hạng người gì đây chứ? Anh có biết anh đang làm nhục tôi hay không? Nè, Phụng anh bỏ tay ra đi. Không phải có tiền là trên hết đâu. Tôi đã nói là đừng có giỡn. Tôi không có biết đùa giỡn với anh về mấy trò tình cảm. Nếu anh nhất quyết bắt tôi vào cuộc, tức là bắt tôi nghỉ việc rồi. Chào chú Thông. Chào con, đi làm hả? Dạ phải, anh Thành có đi không? Nè, ý, sao sớm vậy? Nè, không phải việc sửa chữa nhà có vấn đề gì chứ? Không phải việc sửa chữa có vấn đề, mà là anh có vấn đề. Hả? Thằng Thành nó có vấn đề gì? Không có gì, không có gì. Ba, uống cà phê. Uống cà phê. Không có gì, ba đi uống cà phê nha. Dạ. Nè, cô nói thẳng thắn coi chừng ba tôi sợ đó. Tôi nói thẳng thắn còn hơn đàn ông con trai nói thị phi. Tôi nói thị phi gì? Tại sao anh bể chuyện của tôi mượn nhà cho Tử Thông biết? Cả chuyện tôi nợ tiền của chị Liên cũng nói cho anh biết luôn. Anh xấu miệng quá đi à. Nè xin lỗi, tôi không có ý đâu. Tôi không biết cô để tâm thế vậy. Tôi chỉ xuất phát từ tấm lòng tốt, nói hết tình hình của cô cho Tử Thông biết thôi, để ảnh đừng tạo dựng áp lực vô hình cho cô nữa thôi mà. Chắc anh nói tôi là mấy cô gái ham giàu sang. Nếu không sao anh lại đi chi phiếu mua căn nhà cho tôi chứ? Mấy anh coi tôi là hạng người gì đấy? Nè tôi chỉ coi cô là người bình thường, tôi đối với cô thực sự không có gì. Tại Tử Thông muốn mua căn nhà của tôi nể bạn bè nên mới bán cho ảnh thôi, không hề nghĩ tới chuyện tính lời với ảnh đâu. Vì nể tình bạn bè mà anh đem tôi ra nói thị phi, vì cách nào bắt đứng hàng xóm chứ. Xin lỗi, đừng nói nghiêm trọng quá. Cùng lắm vậy đi, để tôi thu dọn xong tôi đưa cô đi làm nha, được không? Đừng ra vẻ ân cần như vậy. Cô Phụng ơi, cô Phụng à. Anh Dượng, có một hồ sơ quan trọng gửi cho cô nè. Em nhờ Peter đem tới, sao lại là anh? Vừa rồi đồng nghiệp của cô nhờ tôi gửi hồ sơ quan trọng này cho cô, sau đó còn chỉ tôi đón xe nào để đến đây. Anh tốt bụng dữ lắm. Anh đã bị người ta gạt rồi anh Dượng. Anh Dượng, anh thật là siêng quá. Không sao đâu, bây giờ có thể gặp được con vợ. Cô Phụng là tôi vui lắm rồi. Nhìn anh kìa, chạy đến mồ hôi đầm đìa, ra mồ hôi đi nè. Cảm ơn. Ý, Tử Thông. Anh Thông. Ông Rào muốn coi sân khấu. Ông Rào, ông coi sân khấu có vấn đề gì nói cho tôi biết. Có cô Kỳ và anh phụ trách buổi trình diễn này tôi có thể an tâm. Còn có ý kiến gì nữa? Ông Rào, chúng ta qua bên đó coi đi. Được, qua đó coi đi. Anh Dượng à, anh vất vả đem hồ sơ này đến cho em mời anh ăn kem nha. Hay quá, anh muốn ăn kem sô-cô-la chuối. Nè trời ơi, ngon anh quá. Ăn cẩn thận một chút đi, bộ đồ của tôi bằng một tháng lương của anh. Đừng có ăn nữa, đừng có ăn nữa, để xuống đi. Anh đừng ăn gấp quá, đừng có dành với anh chứ. Anh thích ăn sô-cô-la Cindy lắm đó, tại má của anh không có rảnh, dắt anh đi ăn thôi. Thích ăn thì ăn hết chén này, gọi một chén nữa. Cũng được. Anh ăn 3 chén rồi. Anh ăn được mà. Nè, anh Dượng, sao anh nhiều quá vậy? Anh đau bụng quá. Chắc là ăn nhiều quá bị đau bụng rồi. Em đưa anh vào nhà vệ sinh nha. Đi, đừng có ăn nữa, mau đi đi. Đau quá trời luôn. Đi mà. Có lúc anh Dượng cũng ngộ lắm. Ngộ hả? Phiền phức thì đúng hơn. Anh coi ăn kem mà cũng nhiễu tùm lum hết. Con nít đã cũng vậy mà. Giống như cô, hồi trước đến giờ đều thích ăn vô tây, soda, kem. Sao anh biết tôi thích ăn? Cô không có chút ấn tượng nào sao? Ấn tượng gì? Cũng phải, chuyện 10 năm trước mà. Con ghét ba má lắm. Có phải anh yêu thầm tôi không? Thôi được, chúng ta đi. Sao anh biết tôi thích ăn vô tây soda kem? Vì khuôn mặt của cô giống trái vô tây, vừa đẹp vừa ngọt mà. Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Thì ra người dẫn tôi bỏ nhà ra đi là anh hả? Bây giờ cô nhớ ra rồi hả? Lúc đó tôi còn nhỏ không biết suy nghĩ, cãi nhau với ba má là dần lại bỏ nhà ra đi. Là mình phải ăn mì ăn liền nằm ở công viên. Thật ra ở nhà rất sung sướng, sao phải bỏ đi được chứ? Bây giờ nghĩ lại thấy thật là khờ. Anh nói có phải không? Phải. Nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này khó mà quên được. Tôi nói khó chịu thì có. Nếu bắt tôi phải sống cuộc sống nghèo khổ như vậy thì tôi thà chết còn hơn. Nếu anh không nhắc lại thì tôi không nhớ đâu. Sao đúng lúc vậy? Tôi đang đợi anh Dượng. Đừng coi tôi là người không ai dám tới gần. Tôi chỉ muốn trả cái này cho cô thôi. Đủ rồi, tôi đã nói đừng có đùa giỡn rồi mà. Phụng. Nguy hiểm. Ê, cẩn thận. Cậu. Anh tên gì? Đinh Thường Vượng. Chú cảnh sát ơi, chú đừng có bắt con. Chứng minh của anh đâu? Ở trong ba lô con rùa của cô. Để em lấy giùm anh. Sếp à, thật ra ảnh vì cứu tôi cho nên mới làm ngã cái thang khiến ông Tống bị thương thôi. Con chào hai bác. Cậu con sao rồi? Sao rồi? Cậu đang băng bó. Anh Dượng đang cho lời khai. Chú cảnh sát ơi, đừng có bắt con ngồi tù tội nghiệp nghe. Làm ơn. Ông Chung, tôi có thể giúp gì được cho ông? Tôi nghĩ cậu ấy không cố ý gây thương tích, chắc là sự cố. Ông quen cậu ấy hả? Tôi là ông chủ của cậu ấy. Phải. Có lẽ chuyện này chỉ là sự cố thôi. Vì chúng tôi phải xem tình trạng của nạn nhân thế nào mới quyết định được. Hả? Vậy tức là sao? Con đừng sợ, bác nghĩ ông Tống không sao đâu. Ông Châu cũng nghĩ vậy. Anh đừng có lo lắng quá nha. À, phải xếp cho cô ấy về nhà có được không? Nè, chuyện cô ấy tôi chịu trách nhiệm. Ông cho người công chuyện cô ấy nha. Cô Phụng à, cô đưa cậu Vượng về nhà trước đi. Vậy ngày mai con có thể đi làm được không? Công ty có đuổi việc con không vậy? Không đâu. Bây giờ con hãy về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai hẳn đi làm hả? Dạ. Anh yên tâm được rồi. Em đưa anh về nhà nha. Cảm ơn ông Chung. Ba, họ sao rồi? Vượng bị hoảng sợ. Bây giờ cô Phụng đưa nó về nhà. Cậu Quán. Quán? Cậu. Em sao rồi? Có phải nhập viện không? Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Để an toàn thì chụp não. Tất cả cũng tại thằng Cùng đó. Đủ việc đó là phải thừa nó gây thương tích nữa. Cậu à, không có liên quan tới ảnh. Thực ra là con phải chịu trách nhiệm. Con đã đụng ngã cái thang. Anh muốn cứu cô Phụng nên mới đẩy cái thang ra thôi. Phải đó. Trời ơi, nó chỉ muốn cứu người thôi. Đừng tính toán với nó. Thôi về đi hả? Dạ phải, đi về đi. Trời ơi Vượng à, nhìn con kìa, sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Má ơi, họ có bắt con ngồi tù không? Hả? Phụng à, ông Tống đó có đòi thưa thằng Vượng không? Không có gì đâu. Cả chủ tịch Chung cũng nói đây là sự cố. Hơn nữa phía cảnh sát cũng không có khởi tố anh. Vượng à, may cho em quá à. Nếu người đó mà chết á thì em trở thành ngộ sát đó. Ngộ sát? Vậy em sẽ thế nào? Phải đền mạng. Trời ơi, đừng có bậy bạ, bộ ảnh sợ chưa đủ sao đâu mà. Giờ con làm Hoàng Sơn Quốc thích bị bể đầu. Không thưa con cũng đủ việc con thôi. Sau này con không thể đi làm cùng với vợ bé nhỏ rồi hả? Cũng may ông Chung đã nói tốt cho anh Vượng. Thật ra ông chủ này cũng được lắm. Ông không những không trách anh Vượng, cũng đích thân qua hỏi thăm ảnh, kêu ảnh về nhà nghỉ nữa. Tốt vậy không biết gì cái gì nữa. Anh lại muốn sao nữa đi? Đừng vậy cảm quá. Tôi muốn hỏi thăm anh Vượng sao rồi. Anh không sao đâu, anh yên tâm đi. Vậy thì tốt rồi. Còn tôi không sao cũng xuất viện rồi. Mọi người yên tâm. Kêu anh Vượng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Được, cảm ơn. Anh Vượng anh yên tâm đi. Ông Tống không sao, đã xuất viện rồi. Hay quá. Tạ ơn trời đất, mọi chuyện êm xuôi rồi. Phải lát nữa hốt thằng thuốc định thần cho nó uống để nó bớt sợ ha. Được rồi, tôi biết rồi mà. Con muốn hốt thêm thang kem xoài nữa được không vậy? Vượng à, con dậy rồi hả? Con chào má. Má cũng định gọi con ra ăn trưa đó. Ăn trưa? Trời, 12 giờ rồi hả? Sao má không gọi con dậy đi làm à? Hôm qua con bị hoảng sợ, suốt đêm mơ thấy ác mộng. Má đã nhờ Phụng xin cho con nghỉ rồi. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không có xin nghỉ được đâu, con đâu có bệnh. Nếu con xin nghỉ tức là nói dối rồi. Tại con ngủ không ngon giấc mà, làm sao có tinh thần làm việc. Con đâu có sao đâu. Phụng đi làm rồi, ai đưa con đi làm chứ? Con đã nhớ hết đường, tự con biết xuống xe rồi, khỏi cần ai đưa con. Mau lên đi. Trời ơi, xuống liền. Nè, đeo ba lô vô đi con. Nè. Trễ giờ mất tiêu. Biết rồi mà. Anh Vượng, sao đi trễ đâu vậy? Để em giới thiệu với má nghe. Đây là đồng nghiệp của con, đây là má của em. Chào bác. Chào hai cô. Anh Vượng này đã đi trễ còn bắt má đưa đi làm nữa, kỳ quá. Má, bây giờ con đã lớn, tự con lên một mình được rồi. Trời, vậy đã đến công ty rồi, để con lên đó một mình đi ha. Vậy con vào văn phòng rồi nhớ gọi điện cho má nha. Tạm biệt má. Ê, lâu quá sao không có taxi vậy? Đi xe buýt đỡ tốn tiền hơn. Không phải chứ, đôi giày bị rách luôn rồi. Liên, sao bà lại ở đây? Tôi đưa thằng Vượng đi làm. Nè, sao bà đi cà nhắc vậy? Giày của tôi bị rách rồi. Trời ơi, rách rồi sao đi được? Hay là vậy, tôi đưa bà đi mua đôi khác, sau đó đưa bà về nhà. Thôi khỏi đi, dán lại là có thể đi được mà. Trời ơi, đừng vậy mà. Bây giờ làm sao đi? Thôi lên xe. Tại sao một hai đội bắt tôi đến mua giày chứ? Cho dù tôi đưa bà đến ngã tư Tường Vượng Độn, bà cũng phải có đôi giày đi về nhà phải không? Ông Chung, tôi có thể giúp được gì cho ông? Cô lấy đôi giày số 6 cho bà ấy đi. Vậy được, tôi sẽ chọn cái gì này, đôi giày thật tốt. Thôi khỏi đi, lấy đôi rẻ nhất cho tôi là được rồi. Đã dẫn bà đến đây dĩ nhiên tôi trả tiền, cần gì phải tiết kiệm giùm tôi. Bây giờ ông mang hay là tôi mang? Cô cứ làm theo ý của tôi đi. Vậy được gì? Sao, có vừa không? Ừ. Vậy tôi lấy đôi này. Bỏ đôi cũ vô hộp giùm tôi đi cô. Nè nè nè, trời ơi, bà lấy lại đôi giày rách để làm cái gì? Dán lại là có thể mang được. Giày tôi mang đã nhiều năm, có tình cảm. Không phải rách là bỏ đâu. Bao nhiêu tiền vậy cô? Nè nè nè, hỏi có phải đang có đợt khuyến mại mua 1 tặng 1 không? Dạ phải không chưa? Vậy cô lấy giày số 8 mà tôi hay mang. Dạ được. Vậy tức là bà khỏi phải trả tiền. Thôi tôi đưa bà về nhà. Rồi, bây giờ tôi đã mang giày mới rồi. Thôi khỏi đi, tôi đến đằng trước đón xe buýt được rồi. Vậy tôi đưa bà đến trạm xe buýt. Bác chú, vậy rồi tôi thấy ông Chung và người phụ nữ đi ra. Có phải họ vào đây mua giày không? Dạ phải. Họ thân lắm hả? Có lẽ là vậy. Tại vì ông Chung biết gì vậy đó, mang giày số mấy. Em còn nói anh hai em và người phụ nữ đó không có gì. Hôm nay chị bắt gặp họ cùng đi mua giày. Người phụ nữ đó mang giày số mấy ông cũng biết. Hèn gì em cũng lấy làm lạ đó. Thằng khùng đó làm em bị thương, mà anh hai vẫn binh vực cho nó. Nếu là người khác á, bị đuổi việc từ lâu rồi. Thì ra ảnh có chuyện mờ ám với má của thằng khùng. Quán à, chị tìm được mật mã két sắt của anh hai em. Chị muốn mở ra coi. Chị muốn coi cái gì? Nửa đêm nửa hôm ổng chạy vào phòng sách, vừa thấy chị vào ổng có vẻ sợ hãi, lật đật bỏ cuốn tập vào két sắt. Ý, anh hai ít khi nào như vậy lắm. Lâu nay tình cảm của anh chị rất tốt mà, hiếm khi anh có chuyện giấu chị. Cho nên chị nghĩ cuốn tập này nhất định có liên quan đến người phụ nữ đó. Chị hai, chị làm thật hả? Ý, sao không có ở đây? Có phải anh hai giấu vô khác không? Không lẽ ông biết chị nghi ngờ ông? Chưa chắc đâu. Chứ anh hai cảm thấy để cuốn tập đó ở nhà không được an toàn. Chị hai về đi, đừng có đoán mò nữa. Mướn thám tử Tư điều tra ảnh đi. Không được, anh hai em quen biết nhiều người. Nếu để ông biết chị mướn thám tử Tư điều tra, thế nào ông cũng gây một trận. Chị không muốn vì người đàn bà đó ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Cũng phải. Đích thân chị sẽ làm rõ. Thật ra ổng và người đàn bà này có quan hệ gì?